chân chánh hướng tự tâm là vốn lành cao thượng. Đã văn nghề nghiệp dội kéo ưng liền hồng tâm nói những lời chân chân là vốn lành cao thượng. Hiếu thuận bằng sân thành chăm sông bờ và con sông bằng nghệ đương thiền là vốn lành cao thượng. Bố thi hành đúng pháp dương minh hàng nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng. Xa lý tâm niệm án cử chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng. Biết cung kiêm nhường trí tốn và trí ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng. Nhận nhục tấn thương hóa thương yết kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng. Khi xúc chạm biết đời tâm công đồng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân thắng nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Nam mô Bụt Tha Giá. Đây là chương trình Phật pháp của Bụt Tha Thăm Má trên Phao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ sáng PM tối. Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng. Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney 11 giờ đến 1 giờ sáng. Con từ mặt thành kính đảnh lễ quý chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 9 năm 2019, Phật lịch 2563. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh. Mahima Mahima Nikaya Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Kinh Căn Bổn Pháp Môn Mù La Pariya Ya Sutta sẽ do Thượng Tòa Tệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tòa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ dạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy. Vô thượng biểu ngữ, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện thẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ chúng con
thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh. Và sau đây con kính cung thỉnh thượng tọa ngài Tế Siêu chú ý quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ. Anh Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Kính chào thầy và tất cả quý Phật tử, quý tu nữ. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh số 1 trong Trung Bộ Kinh, của giáo trình Trung Bộ Kinh. Đó là bài kinh Căn Bản Pháp Môn. Bài kinh Căn Bản Pháp Môn này có rất nhiều vấn đề để chúng ta đạt đến, chúng ta mới có thể hiểu được cái nội dung của bài kinh. Và vì tính cách nghĩa lý sâu xa của bài kinh, chúng ta cũng cần phải lắng nghe qua cái phần lược dẫn bằng những câu hỏi và những câu đáp để chúng ta hiểu tóm tắt về cái bài kinh này. Và hôm nay là ngày giảng của Thượng Tọa Giác Đạo, và do đó chúng ta sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đạo bắt đầu thuyết giảng sau khi vị MC đọc bài. Và xin hỏi Thượng Tọa Giác Đạo là trong cái giáo trình học Trung Bộ Kinh này, Thượng Tọa vì sắp xếp cho MC đọc những cái câu hỏi hay là kể luôn cả những câu đáp để sau đó giảng sư sẽ dựa theo đây mà giảng? Và xin cung thỉnh Thượng Tọa. Kính bạch Thượng Tọa Tuệ Sư, trước nhất là hôm nay là ngày khởi giảng kinh số 1 của Trung Bộ Kinh. Chúng ta có đồng ý với nhau trước, tức là chúng ta sẽ thí nghiệm ở trong một vài tuần lễ được cái cách nào giảng mà mang lại lợi lạc cho đại chúng. Thì hôm nay xin có ba đề nghị. Đề nghị đầu tiên là chúng ta đọc hết tất cả phần vấn phần đáp. Điều thứ hai là sư đệ trong tư cách là vị giảng sư chính trong ngày hôm nay thì xin được giảng một hai đoạn, và sau đó thì cũng xin thỉnh sư huynh phụ giảng tiếp giảng cho một hai đoạn sau. Chúng ta không nhất thiết là đi qua tất cả, nếu còn thì mình đi, còn nếu không thì chúng ta sẽ dừng lại ở một chỗ nào đó rồi chư tăng thảo luận. Và cũng xin thưa rằng có thể đây là một bài kinh
mà có rất là nhiều điểm để chúng ta phải thảo luận ở giữa chư tăng, nhất là từ tòa tiểu siêu ở trong phần chú thích mang hình thức vấn đáp. Do vậy thì trước nhất là để xin quý Phật tử thì chúng hoan hỷ đọc cho toàn bộ bài kinh đến những câu vấn đáp, và sau đó thì xin được phần đầu và phần tiếp theo thì xin để cung kính thưa tòa tiểu siêu, và cũng có thể là có một số câu hỏi để thảo luận với thưa tòa tiểu siêu. Bây giờ thì xin quý vị hoan hỷ đọc cho phần chánh kinh, xin lỗi phần bài học. Dạ. Sau khi đọc xong bài học thì đọc tất cả các câu vấn đáp thì chúng tôi sẽ trở lại. Dạ, xin mời quý vị. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, sau đây con xin đọc bài học trong trong cuốn Nhật Hành. Dạ. Giáo trình Trung Bộ hướng dẫn bài học ngày 30 tháng 9 2019, Kinh Căn Bổn Pháp Môn Mù La Bá Rí Già Giá Xuất Tá. Tại sao gọi là Kinh Căn Bổn Pháp Môn Mù La Bá Rí Già Giá Xuất Tá? Tựa kinh của bản tiếng Việt là Kinh Căn Bản Pháp Môn, có thể tạo nên ngộ nhận là pháp tu căn bản. Kỳ thật có tựa kinh Phạn Ngữ có nghĩa là cội rễ của vạn hữu. Đại ý Kinh Căn Bổn Pháp Môn là gì? Thở ấy, Đức Phật trú ở rừng Suphaga xứ Ukhatha. Tại đấy Đức Thế Tôn dạy về bốn hạng người có bốn cách khác biệt trong sự nhận thức về thế giới, do có sự liên hệ hoặc không liên hệ tới ngã chấp. Số 10, bốn hạng người được đề cập là gì? Bốn hạng người được đề cập là những ai? Dạ, con xin sám hối. Phàm phu không học hiểu đạo lý bậc thánh, chư vị hữu học bậc A-la-hán, Thinh Văn và Như Lai Chánh Đẳng Giác. 11. Đối tượng của nhận thức là gì? Thế giới vật chất, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, các sanh loại, sanh vật, chư thiên, sanh chủ, phạm thiên, quan âm thiên, biến tịnh thiên, quảng quả thiên, thắng giả, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, tư duy trừu tượng, sở kiến, sở văn, sở tư niệm, sở tri, đồng nhất, sai biệt, tất cả niết bàn. Số 12. Bốn cách nhận thức được đề cập là gì? Lối nhận thức sai lầm của phàm phu không hiểu lẽ thật gọi là tưởng tri, dựa trên ấn tượng của bậc thánh hữu học là thắng tri không chấp ngã, của A-la-hán là tuệ tri với cái nhìn như thật, và cuối cùng cái biết của Như Lai là chánh đẳng giác và liễu tri vì ngài thấu triệt duyên khởi của chư pháp. Số 13. Tại sao có sự khác biệt trong nhận thức? Phàm phu tưởng tri vạn pháp giới dục hỷ, vì A, tự nghĩ ngã là địa đại, B, nghĩ tự ngã ở trong địa đại, C, nghĩ tự ngã tách biệt với địa đại, D, nghĩ địa đại là của ta. Bậc thánh hữu học không chấp ngã nên thắng tri các pháp. Bậc A-la-hán Thinh Văn Đệ tuệ tri với cái nhìn chân tướng các pháp thế nào thì nhận thức như vậy. Bậc Như Lai Chánh Đẳng Giác Liễu Tri giới pháp vì quán triệt duyên khởi trong sự tương quan các pháp. Số 14. Tại sao có dị bản về câu cuối của bài kinh?
Thông thường các bài kinh thường kết thúc bằng câu Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chư tỳ kheo hoan hỷ tín thọ. Nhưng bản sớ giải ghi rằng bài kinh được Đức Phật giảng cho các tỳ kheo vốn thân là những học giả Bà La Môn giáo. Những vị này không hoan hỷ vì đi ngược lại tính lý đại ngã của Phệ Đà. Tuy vậy, nhờ bài kinh này về sau những vị này chứng đắc đạo quả khi được nghe kinh Gotama Kassuta. Dạ, con đã đọc xong phần chánh kinh. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con thành kính tri ân quý đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ, con thành kính tri ân quý sư. Con xin xuống. Bụt Tha Giá. Kính lễ thị tội tuệ sư đã lễ chỉ tụng đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi vào giáo trình trung bộ kinh với bài kinh số 1, đó là kinh Căn Bộ Pháp Mục. Chúng tôi nhớ là có vài lần nói chuyện với Ngài Vô Đí, thì thưa quý vị, Ngài có đề cập đến một ý niệm là phần lớn những bộ kinh được bắt đầu với những bài kinh tương đối là nghĩa lý thâm sâu và rất cần cẩn để suy tư một cách cặn kẽ. Thí dụ như bài kinh Phạm Võng là bài kinh khởi đầu trong 34 bài kinh của trường bộ kinh, và bài kinh Căn Bổn Pháp Môn, bài kinh số khởi đầu của trường bộ kinh cũng tương tự như vậy. Thưa quý vị, như đã đọc ở trong bài học thì cái chữ căn bản pháp môn đó, theo chúng tôi nghĩ rằng là một cái từ kinh rất là dễ tạo nên sự hiểu lầm, bởi vì nghe đến căn bản pháp môn thì chúng ta có nghĩ căn bản pháp môn hay là pháp môn căn bản, tức là cái pháp môn mà căn bản nhất. Ví dụ như là mình nói rằng mình học toán thì mình phải biết về chủ trương là căn bản. Hay là để học một ngôn ngữ thì mình phải biết một số các văn phạm có sự căn bản. Ở đây những tên kinh không có ý nghĩa như vậy, mà tên kinh ở tại đây đó có nghĩa là cội rễ của các pháp hay cội rễ của vạn hữu. Nói cách nôm na là chúng ta thường có cái câu hỏi là vì đâu ra cơ sự này, thì nó phải có cái gốc của nó, nó phải có một cái khởi nguyên, và cái gốc cái khởi nguyên ở đây theo Phật pháp không phải là thượng đế, không phải là do sự ngẫu nhiên, mà cái sự cái gốc sâu xa đó là cái nhận thức sai lầm của phàm phu, mà cái nhận thức nó dựa trên ngã chấp, và con đường chuyển hóa đó là con đường thay đổi cái nhận thức đó. Và dĩ nhiên là khi nói đến điểm này thì đây là một điểm rất là tế nhị. Chứ tôi muốn tạm ngừng đề cập đến chi tiết của bài kinh này để nói về một bài kinh khác ở trong Đương Ngư Bộ Kinh. Bài kinh đó đề cập đến Tôn giả Kassapa. Ngài đi khất thực
và trong thành. Và có một vị du sĩ ngoại đạo hỏi về cái quan điểm của Phật Pháp, tức là quan điểm của Ngài đó, tức là quan điểm của Phật Pháp đó, là cái khổ có phải mình tạo không? Thì Ngài nói là không phải. Cái khổ có phải là do người ta khác tạo không? Thì Ngài cũng trả lời là không phải. Thì như vậy cái khổ có phải là do mình và người khác tạo không? Thì Ngài lại cũng không phải. Và rồi sau cùng hỏi rằng như vậy có phải là cái khổ không phải do mình và không phải do người khác tạo phải không? Thì Ngài cũng nói không phải. Thì thưa quý vị, với bốn cái luận cứ đó, thì dù tức là ngạc nhiên nhận cái nào cũng không phải, và cuối cùng thì Ngài đưa ra một câu trả lời là chính do vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên cho danh sắc duyên lục dục. Và dĩ nhiên điều này là một điểm càng khó hiểu hơn. Nhưng mà thưa quý vị, giáo lý của Bà La Môn dựa trên một cơ sở, đó là bản ngã, Atma. Và bản ngã cho dù được trình bày ở trên phương diện triết học hay là tôn giáo thì nó phản ánh một cái nhìn rất là bản năng của tất cả chúng ta, đó là về cái tôi và cái ta. Trong quá khứ tôi đã là như vậy, bây giờ tôi là như vậy, tương lai tôi là như vậy, tôi đã làm như vậy, bây giờ tôi được, tôi làm bây giờ tôi làm cái này, mai mốt tôi được cái kia. Thì thưa quý vị, chúng ta luôn luôn nhận thức thế giới này trong cái nhìn liên hệ đến đây là ta, là của ta, là tự ngã của ta, và cái này không phải là của ta. Chỉ riêng cái tôi, cái ta đó, đó là lớn dựng thế giới này. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là bây giờ chúng ta là người Việt Nam, người Trung Quốc đang xâm lăng lãnh hải, là họ lấn những vùng đất ở biên giới phía Bắc và họ ngang nhiên chiếm đoạt các đảo, quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Thì thứ gì hoàn toàn hợp tình hợp lý khi mà chúng ta nói rằng Trung Quốc xâm lăng Việt Nam. Nhưng mà trong một cái nhìn khác thì cái bữa là bản đồ của Trung Quốc và bản đồ của Việt Nam. Theo trong thời gian, thưa quý vị, nó không có cái gì là cố định. Thời mà chúng ta còn là Văn Lang, thời là còn là Giao Châu, thì cái biên giới Việt Nam nó khác. Qua thời nhà Lý, chúng ta nghe câu chuyện của Quyền Trân Công Chúa, thì lúc đó từ Nghệ An đổ vào bên trong đó, là của Chiêm Thành, và tận cùng ở Nam là Thủy Trân Lạc. Và thật ra thời gian đó thì chúng ta cũng chưa có cái gì biết rồi về Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc là vậy, Trung Quốc cũng vậy. Ở một thời nào đó trong quá khứ, từ thời nhà Châu, rồi các chư hầu, rồi qua thời Đông Châu, Liệt Quốc, rồi chúng ta nói đến Hán Sở, Tranh Hùng, nói tới thời kỳ đời nhà Tùy, nhà Đường, đời Thâm, Nam Bắc Triều, đời nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh, v.v. Thưa quý vị, mỗi một thời biên giới đó khác nhau. Ấn Độ cũng vậy, Ấn Độ thời Đức Phật
nó hoàn toàn không giống với cái biên giới của Ấn Độ ngày hôm nay, và thậm chí cũng giống biên giới của vô ái dục. Thì chúng ta lấy một cái mảng lịch sử nào đó, chúng ta nói rằng đây là biên giới Ấn Độ, thì cách nói như vậy đó, đó là cách nói cưỡng cầu. Hay hoặc giả là chúng ta hãy có một cái nhìn là cái cậu bé này lớn lên là vị tổng thống, thì tổng thống Kennedy lúc mà còn 5 tuổi 3 tuổi thì chẳng lẽ cũng là tổng thống, cũng là chỉ tổng thống, không chỉ là một giai đoạn. Và cuộc đời của một con người có nhiều giai đoạn, có giai đoạn là học sinh, có giai đoạn là một người lính hải quân, có giai đoạn là vị tổng thống. Rồi cái nào là con người thật? Cái vị con người thật đó, nó vốn là một cái dòng sinh diệt tiếp nối với nhau, mà nó tương tác do nhân, do duyên, do lý duyên khởi. Thì về điểm này nó tạo nên một cái sự tương phản rất lớn giữa Phật pháp và ngoại giáo, đặc biệt là Bà La Môn giáo. Chúng vì chúng tôi có một thời gian cũng đi học và tìm hiểu về kinh Cựu Ước, kinh Tân Ước. Chứ là kinh Cựu Ước là một cái nền tảng tinh lý của cả ba cái tôn giáo, là do Thái giáo, Kỳ Tô giáo và Hồi giáo. Riêng về Tân Ước thì được những người Kỳ Tô giáo xem là nền tảng. Nhưng mà chúng tôi nói điều này ra có thể bị chỉ trích, nhưng mà chúng tôi phải thưa rằng trong tất cả những cái quan niệm về thần cả, về thượng đế, về linh hồn, thì chúng tôi vẫn thấy rằng cái quan niệm của Ấn giáo, Bà La Môn giáo là quan niệm tinh tế nhất. Khi mà họ nói về thượng đế và nói về bản ngã, thì chúng ta không bàn ở tại đây, nhưng mà phải nói rằng những cái lý luận của họ đó, nó là một những cái lý luận rất là sắc bén. Thưa quý vị, trong cái nhìn của Phật học đó, thì tất cả cái sự hiện hữu nó là một dòng chảy, nó là một tiến trình, mà trong đó nó sanh diệt tiếp nối lấy nhau, có sanh tới diệt, có diệt tới sanh. Chúng ta thường có một cái định kiến là đó là ta đó, đó là tôi đó. 5 năm trước tôi bị người đó nhục mạ, 5 năm trước tôi bị người đó hại, và bây giờ đó tôi phải trả thù, bây giờ tôi phải nuôi cái quán. Thì thưa quý vị, chúng ta nhìn thấy cái tôi đó, chúng ta nhìn thấy cái tôi, cái ta đó, nó là một dòng diễn tiến liên tục. Nhưng mà trong cái nhìn của Phật học đó, như chúng tôi nói rằng một người gọi là Tổng thống Kennedy, thì họ nói Tổng thống Kennedy sinh ngày mấy, tháng mấy, ở tại đâu, thì thật sự lúc ông sinh ra ông chưa là Tổng thống. Thì ông có thời là một cậu học sinh, có một thời là một sĩ quan hải quân, rồi có thời là bị Tổng thống, có thời bị giết. Nói là một người cũng không phải, mà nói là hai người cũng không phải. Nhưng mà nếu lấy một cái ngã tính để đối chiếu, để chấp thủ đó, thì hoàn toàn là sai. Cũng giống như là chúng tôi có nhiều lần thí dụ, chúng ta đứng cái kiểu dáng nào đó rất đẹp, chụp một tấm hình, và chúng ta nói rằng đó chính là tôi đó,
thật ra nó không phải sai, đúng là cái hình để chụp từ mình, nhưng mà chụp bản thân của chúng ta trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi ở một nơi nào đó, mà nó không phải là tất cả. Cái hình ảnh thật sự của tôi, của ta đó, nó bao gồm cả lúc chúng ta mới ngủ thức dậy, chúng ta đang ngủ say, lúc chúng ta giận dữ, lúc chúng ta đẹp, lúc chúng ta xấu, chứ không phải chỉ có một cái hình ảnh đẹp mà thôi. Vì vậy, chúng ta thường lấy một cái mảng ở trong cái dục sanh diệt đó mà tự nhận đó là tôi, là ta. Thì thứ gì, cái nhận, cái tự nhận đó, nó cũng không chết ai, nhưng mà nó làm cho dục khí tăng trưởng, và nó làm chúng ta khổ. Là bởi vì một ngày nào đó mình thấy rằng cái gọi là tôi không phải là cái gì trẻ, cái gì đẹp, mà nó còn có cái gì già, cái gì bệnh, cái gì xấu nữa, cũng là cái, cũng là ông Nguyễn Quân A, ông Nguyễn Thị B. Đầu tiên chúng ta nên hiểu, chúng ta thường nhận thức sai với thế giới này. Và Đức Phật Ngài dạy ra ở trên đời có bốn hạng người. Một hạng người đó là nhận thức qua cái ấn tượng của đời sống. Ở đây chúng ta nói là thuần bản năng, không có được học hiểu giáo lý của Bậc Thánh, gọi là vô văn phàm phu. Ở trong kinh gọi là vô văn phàm phu, cái người mà không hiểu đạo lý Bậc Thánh đó. Thì người đó, thưa quý vị, là nhìn ở đây là ta tự nhận, và cái đó không phải là ta, ở trong đó có ta, như là cái nhìn về thân kiến, như là cái nhìn mà với ngã ngã sở mạng tùy biên mà chúng ta thường đề cập. Nhưng mà nó nhận thức cái thế giới như vậy đó, nó hoàn toàn là một cái nhận thức của phạm phu hết. Ví dụ chúng tôi làm trụ trì, ai đến thăm chùa đẹp, họ khen thì chúng tôi cảm thấy nức lòng. Mình nghĩ, ồ, họ đang khen mình. Mình kỳ thật cũng hẳn là họ khen mình, mà họ đang, mà kỳ thật họ có phải khen tất cả cái chùa, bởi vì họ khen một cảnh, một cái bông nào đó, một cái gốc nào đó. Và cái gốc đó, cái đó không phải là chúng tôi là trụ trì, chúng tôi làm, mà có thể là do Bậc Bằng, Bậc Kiến Trúc Sư Bậc làm, hay do Phật tử, hay do sư danh sư Tứ Cây sư chăm sóc cũng có. Nhưng mà chúng ta nhận ra, ồ, người ta đang khen cái chùa, mà cái chùa là của mình, như vậy họ đang khen mình. Thứ gì đối với chúng ta thì cả thế giới này, dù là thế giới vật chất, hay là các sinh loại, hay là các ý niệm tư duy, thì chúng ta đều nhận thức. Nếu mà chúng ta là người không học hiểu các Phật, Bậc Thánh đó, thì liên quan đến ngã hết. À, đây là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Ở trong đó không phải là tôi, và ở trong đó có tôi. Chúng ta nói về sự đối đãi nó bị thi thiết, nhưng mà luôn luôn lấy cái tôi để đối chiếu về gì đó. Và chúng ta nhìn thấy cuộc đời đó luôn luôn là như vậy. Luôn là như vậy. Một cái, như người ta nói là văn mình hay là vợ người, người ta nói về hãy cái gì mà nó liên hệ đến bản ngã của chúng ta, thì chúng ta đánh bóng nó lên, chúng ta đánh đẹp, chúng ta ca ngợi, chúng ta tôn thờ nó. Nhưng mà cái gì mà không liên hệ đến bản ngã thì chúng ta xem thường, thậm chí chúng ta chà đạp đó. Nhưng mà kỳ thật nó là một biểu lộ của ngã tính thôi. Và đặc biệt cái thế giới ở tại đây đó, thì Đức Phật nói dùng vật chất như là những hiện tượng của địa đại, thủy đại, đại phong đại, hay là thế giới của các sanh loài, để những chúng sanh mà mình thấy sanh ở trên chung quanh chúng ta, hay là những sinh có phước như chư thiên, hay mã vương, hoặc giả là các vị phạm thiên,
thậm chí những cái ý niệm về tư duy như là dị biệt tương đồng hay là tất cả hay là niết bàn, chúng ta nghĩ đến cái nào chúng ta nghĩ đến liên hệ đến ngã, và cái liên hệ tới ngã đó nó làm cái nhìn của chúng ta nó méo đi, nó lệch đi, nó khác đi. Và cái nhìn của một vị thánh hữu học đó, được học hiểu Phật bậc thánh đó, thì các vị không có chấp vào đây là ta, là của ta, là cái ngã của ta, hay nó khác với ta, nó giống với ta. Và do vậy, do cái kiến thức, do sự học hiểu mà vị đó không có chấp cả. Tuy nhiên, với một bậc mà hoàn toàn giải thoát như chư vị A-la-hán đệ tử Phật đó, thì các pháp như thế nào thì vị đó nhận như vậy, gọi là tuệ tri. Cái gì vô thường nhận người vô thường, cái gì bất toàn nhận người bất toàn, cái gì vô ngã nhận người vô ngã, cái gì bất tịnh là nhận người bất tịnh, không có vẽ rắn thêm chân. Đó, gọi là cái nhìn như thật nó như thế nào, nhìn nó như vậy. Và thưa quý vị, cái nhìn của Đức Thế Tôn bằng chánh đẳng giác lại còn cao siêu hơn nữa. Ngài chẳng những Ngài nhìn các pháp như thế nào, Ngài nhìn như vậy, mà bằng cái nhất thiết chủng trí, Ngài còn thấy những cái duyên khởi, do duyên nào nó sanh và duyên nào nó diệt. Thí dụ như khi Ngài giảng về vô minh duyên, hành hành duyên thức duyên danh sắc, chư vị A-la-hán là vì cũng hiểu là gốc do duyên sanh, nhưng mà hiểu một cách chi tiết rõ ràng như là vô minh duyên, hành hành duyên thức vân vân, thì điều đó khởi đầu phải là do bị chánh đẳng chánh giác. Các Ngài thấy tường tận cái năng duyên, cái sở duyên là thế nào, là cái tiến trình của duyên khởi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Nam mô Bố Tha giá. Dạ con. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho con biết tín hiệu. Dạ Nam mô Bố Tha giá. Con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng. Dạ. Con kính cung thỉnh sư ạ. Thì tôi chưa sửa được, có nghe được không?
xin lỗi vì hôm nay chúng ta vừa được nghe thượng tọa Giác Đẳng giảng đến câu mấy rồi? Dù cho thượng tọa bị rớt đường nét nhưng mà cũng phải đến cái câu số mấy này chứ. Nếu đấy như có cái các cái câu hỏi và cái câu đáp mà chỉ giảng chung bài học như vậy, chúng tôi tiếp theo làm sao chúng tôi biết là tiếp nối ở cái đoạn nào? Ở đây thưa quý vị, khi nãy thượng tọa Giác Đẳng có đề cập đến về cái đối tượng nhận thức trong cái bài kinh Căn Bát Môn này. Bây giờ chúng ta đã quen gọi kinh Căn Bản Pháp Môn, nhưng thực ra thì cái này không phải là Căn Bản Pháp Môn. Chúng ta sẽ hiểu lầm. Ở đây là ở trong chú giải Sappathamma Mula Pariyaya, là đề cập đến cái bài kinh này, là cái bài một cái bài kinh mà Đức Phật đã giảng về cái gốc của vạn pháp, Sappathamma Mula, gốc của vạn pháp. Điều này chúng ta cũng phải nắm rõ. Và trong cái bài kinh này, bốn hạng người được đề cập. Khi mà nhìn bốn hạng người mà nhìn về các pháp, thì trong đó hạng phàm phu vô văn, tức là không học hiểu đạo lý của bậc thánh, chư thánh hữu học, bậc thánh A La Hán thịnh văn và Như Lai bậc A La Hán chánh đạo gia, là bốn hạng người.
Ở đây khi nói đến phàm phu thì Đức Phật Ngài có nói đến cái cụm từ là hạng phàm phu vô pháp. Asuta Puris là Asuta ở đây tức là không có được nghe cái hạ phụ, cái danh từ gọi là phụ thuốc chân áp, nó có hai hạng. Anh tháp phụ thuốc chân áp tức là hạng phàm phu tối tâm, tức là cái hạng phàm phu mà không có tâm phát triển, không có trí tuệ để biết rõ danh sắc. Là thứ hai gọi là kalanyana phu thức chánh áp, tức là hảo phàm phu, là người có những đức tính phàm phu mà có những đức tính tốt, nhất là có trí tuệ, biết pháp của bậc thánh. Ở đây cái cụm từ gọi là bậc thánh, cái danh từ Ariya bậc thánh là bậc cao quý. Ở đây chỉ cho Đức Phật toàn giác, Phật độc giác và cái hạng A La Hán thiên phần giác. Nhưng mà ở đây đó, thường thì gọi là như vậy, nhưng vì ở trong cái bài học nói rằng không hiểu phiết biết pháp của bậc thánh, không tu tập pháp bậc thánh, để nói rằng bậc thánh trong cái đoạn kinh này, trong cái đoạn này chỉ có nghĩa là Đức Phật thôi, không hiểu pháp bậc chân nhân, không tu tập pháp bậc chân nhân. Thường thì cái bậc chân nhân Sambuddhassa là những bậc có trí tuệ, những bậc hiền triết, là những bậc có những cái ân đức cao quý. Nhưng ở đây cái tiếng gọi là bậc chân nhân, không hiểu pháp bậc chân nhân, không tu tập pháp của bậc nhân, thì cái chữ chân nhân trong trường hợp này trong chú giải nói rằng ở đây có nghĩa là chỉ cho chư độc giác và chư thinh văn giác A La Hán. Bởi vì hai cái mệnh đề pháp của bậc thánh, tức là chỉ cho pháp của Đức Phật, còn pháp của bậc chân nhân là chỉ cho pháp của chư độc giác và chư A La Hán thinh văn. Như vậy thì đối với cái cách giải thích
sau thì chữ Ariya bậc thánh và chữ Sambuddhisat bậc chân nhân gom lại thì có nghĩa là Đức Phật Vạn Giác, Đức Phật Độc Giác và Thinh Văn Giác, cả ba bậc. Thì ở đây trong bài kinh này đề cập đến bốn hạng người chúng ta cần phải hiểu. Chúng tôi cần phải hiểu rằng vì nội dung của bài kinh Đức Phật Ngài dạy về cái đối tượng của sự nhận thức đối với thế giới vật chất như là địa đại, đất, thủy đại, nước, quả đại, lửa, phong đại, gió. Thì đối với hạng phàm phu vô phân thì nhận thức sai lầm về đất nước lửa gió, họ gán ghép thuộc về bản ngã. Đối với đất nước lửa gió và cái đối tượng nhận thức ở đây cũng là chỉ cho các cái sinh loại, sinh vật chư thiên, sinh chủ phẩm thiên, quan thiên, biến tình thiên, quả quả thiên, tháng giả không có bi xứng, thức bi xứng, vô sở xứng, phi tưởng, phi tưởng xứng. Và ám chỉ tư duy trừu tượng là sở kiến, sở văn, sở kinh niệm, sở tri, đồng nhất, sai biệt, tất cả niết bàn. Như vậy thì chúng ta có ba cái đối tượng bị nhận thức. Đối tượng vật chất, đối tượng sanh loại và đối tượng tư duy trừu tượng. Và khi nãy chúng ta có nghe Thượng Vị Tăng đề cập đến cái vấn đề cái sự nhận thức. Sai lầm của cái phàm phu. Và ở đây cũng nói thêm rằng là chúng ta có bốn cái cách nhận thức được đề cập ở trong bài kinh này. Cái lối nhận thức sai lầm của kẻ phàm phu không hiểu là thật hay là tưởng tri, dựa trên ấn tượng tưởng tri như sanya, sanjana tí ở đây là nhớ biết. Tức là biết một cái sự vật do cái ấn tượng mà đã từng thấy, từng nghe vân vân. Rồi bây giờ nhớ biết rồi mới chắc. Bậc thánh hữu học thám tri, tức là không có ngã chấp,
các ngài, mặc dù Bậc Thánh Hương Hộ vẫn còn một số phiền não chưa được đoạn trừ, nhưng mà vì các vị đó đã chứng ngộ Niết Bàn, dầu cho chưa thật sự, chưa hoàn toàn là đoạn trừ các lậu hoặc, nhưng mà vì các bậc thánh hữu học đã có được một cái trực giác để thấy biết, cho nên không có ngã chấp. Còn đối với vị A-la-hán, cái sự nhận thức của bậc A-la-hán được gọi là tuệ tri, có cha ngã tí với cái nhìn như thật. Và cuối cùng là cái biết của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác là liễu tri. Như vậy chúng ta có ba cái lối nhận thức được đề cập đến trong cái bài kinh này. Một là tưởng tri, là cái biết của kẻ phàm phu, cái nhận thức của kẻ phàm phu. Hai là thắng tri, là cái biết của bậc hữu học. Ba là liễu tri, hay là tuệ tri, là cái biết của bậc A-la-hán. Và thứ tư là liễu tri, là cái biết thấu triệt của vị Như Lai chánh đẳng giác. Chúng ta có một cái thí dụ như thế này. Cái sự mà biết vạn pháp á, biết về đất, về nước, về lửa, về gió, hay là biết về sinh loại, hoặc là biết về sở tri, sở văn, sở tư niệm, đồng nhất sai biệt, thì cái biết của Phật Phạm Phu giống như một người đi ở trong đêm tối, tối tăm mù mịt, họ chỉ nghe người khác đồn đại nói rằng ở phía trước con đường này có một cái ngôi nhà, thì người đó đi dò dẫm ở trong đêm tối, và họ đinh ninh rằng ở phía trước có một ngôi nhà, nhưng mà họ không thật, không thấy, họ tưởng tượng ra thôi. Họ tưởng tượng cái ngôi nhà như vậy như vậy, nhưng mà hễ là tưởng tượng đó thì cái đó nó không có đúng, thưa quý vị. Một cái ngôi nhà hình tròn, nóc tròn, hay là nóc vuông, hoặc là nóc hình chữ nhật, cao, ngôi nhà cao hay là thấp, tưởng tượng mà ra. Như vậy đó là cái biết của phàm phu về các pháp, chúng ta gọi là tưởng tri. Rồi có người đi trên đường, trên nền trời có sấm chớp lóe lên ánh sáng, mà mỗi lần mà sấm chớp lóe lên ánh sáng như vậy đó, thì người này đã nhận thấy được cái bóng dáng của phía trước.
Thì người này biết nó không phải là do cái sự tưởng tượng, mà chính do mắt thấy vì có ánh sáng rồi. Mặc dù chưa được tỏ rõ lắm, nhưng mà đã thấy thật, thấy như thật bằng trực giác. Đó là chỉ cho bậc hữu học tu đồ quần tu đà hàm a na hàm thấy niết bàn. Và rồi thưa quý vị, khi mà một đổi nữa, lúc đó là đã qua đêm, đã rạng sáng. Người này đi tới và họ thấy rõ mù một cái ngôi nhà sừng sững ở phía trước con đường. Người này càng biết rõ như thật về cái ngôi nhà có bao nhiêu cửa ra vào, chọn hay nó tròn người đã biết rõ. Thì ở đây là chỉ cho cái biết tuệ riêng của vị A-la-hán, một vị đã dập trừ được vô minh, đã đoạn trừ vô minh, có nghĩa là dập tắt được bóng tối và hừng đông lúa dạng, bầu trời đã sáng, cho nên vị này thấy rõ. Nhưng mà cái biết liễu tri của bậc chánh đẳng chánh giác đó, thì đối với các pháp, không những các ngài, không những Đức Phật, ngài thấy rõ như là vị A-la-hán, mà ngài còn biết rõ cái duyên khởi tạo ra, cũng giống như người đi đến tận mắt chứng kiến cái ngôi nhà rồi, mà người đó còn xem xét và nhận thức rõ ngôi nhà này được tạo bằng cây gỗ hay là được xây bằng xi măng cốt thép, và cái ngôi nhà đó được những người thợ mộc thợ nề họ xây dựng khéo léo hay là không khéo léo. Và biết rõ cái ngôi nhà này đã xây dựng lâu cái thời gian bao nhiêu, mình đã biết rõ. Cái biết về các pháp của Đức Phật đó, thì cái biết đó là cái biết toàn diện, cho nên gọi là liễu tri. Còn các cái bậc A-la-hán tinh văn đó, thì các vị đó mặc dù đã đoạn tận lậu hoặc phiền não, đã dẹp vô minh, nhưng mà cái trình độ của bậc A-la-hán tinh văn thì ngài chỉ biết ở một khía cạnh, giống như một người họ chỉ biết được cái hình dáng của ngôi nhà do ánh sáng của bình minh thôi. Thì như vậy qua bốn cái thí dụ đó, chúng ta phải hiểu rằng cái sự nhận thức các pháp của bốn hạng người là như vậy.
Cho nên thưa quý vị, chúng ta cũng nên hiểu rõ là vì sao có sự khác biệt trong cái cách nhận thức của bốn hạng người. Đối với hạng phàm phu, khi mà biết về đất, nước, lửa, gió, về cái nguyên tố vật chất, hay là biết về các cái sanh loại, chư thiên, phạm thiên, chúng sanh vân vân, hạng phàm phu vì không hiểu pháp của bậc thánh, cho nên họ tưởng tri vạn pháp với dục thị. Thứ nhất là vì hạng phàm phu nghĩ rằng tự ngã là địa đại, nghĩ tự ngã có trong địa đại, và nghĩ tự ngã tách biệt với địa đại, và nghĩ tự ngã địa đại là của ta, do họ không hiểu pháp cho nên họ có cái ngã chấp bằng thế như vậy. Còn đối với bậc thánh hữu học đó, thì các vị đó vì có nghe pháp của Đức Phật và vị đó tự mình đã thấy được cái chân lý, biết được cái pháp thực tính do nghe và do cái trí tuệ tỏ ngộ nước bàn, cho nên vị thánh hữu học không có ngã chấp. Vì rằng bậc thánh hữu học không có ngã chấp, tức là không chấp có chấp địa đại vân vân, là tự ngã, tự ngã là địa đại. Trong địa đã trong từng ngày thì như vậy, cho nên cái biết của bậc thánh hữu học gọi là thắng tri. Còn đối với bậc A-la-hán tinh văn, với cái nhìn chân tướng các pháp thế nào thì các ngài nhận thức như vậy, biết như thật như chân, và ta phu tâm cho nên gọi là tuệ tri và cha na tri. Còn bậc Như Lai chánh đẳng giác liễu tri các pháp, liễu tri các pháp vì nhất thiết chủng trí của Đức Phật là quán triệt duyên khởi trong cái sự tương quan của các pháp,
Cho nên chính từ cái chỗ này đó, chúng ta cần phải hiểu là tại sao có sự khác biệt trong cái cách nhận thức của bốn hàng người trên. Cái điều đó quá rõ thôi quý vị. Như vậy có người họ suy nghĩ rằng là Đức Phật, các ngài sanh lập Phật Đồ Liên, những bậc thanh văn cũng là bậc A-la-hán và Đức Thế Tôn một bậc A-la-hán, bậc A-la-hán thì có cái gì khác biệt? Thì ở đây trong cái bài kinh này cho chúng ta thấy rằng các bậc thanh văn đó, các ngài tự tri các pháp như thật, các pháp như thật thế nào thì như thế đó. Hễ các pháp vốn là vô thường khổ ngã thì các ngài biết đó là vô thường khổ vô ngã, các hữu vi là vô thường khổ vô ngã. Đó khác với cái biết của bậc A La Hán chánh đẳng giác, vì ngài đã tạo ba la mật. Dây dạ ở trong quá khứ, cái trí tuệ của ngài đặc biệt đã được đào luyện một cách bén nhạy. Do đó cho nên chẳng những là Đức Phật ngài biết được như thật các cái đặc tính như thật của các pháp, mà ngài còn biết rõ về cái duyên khởi của các pháp. Pháp này sanh ra do pháp gì trợ duyên, và trợ duyên được bao nhiêu khía cạnh, ngài biết rõ như vậy. Cho nên cái biết của Đức Phật mới gọi là bậc liễm tri. Dù cho ngài biết về vật chất, nguyên tố vật chất là đất nước lửa gió, hay là ngài biết về sanh loại, các loài hữu tình, hay là ngài biết về sở kiến sở văn, biết về niết bàn, thì ngài biết rõ. Cho nên chính cái điểm đó mà sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái hành trạng của bậc hữu học, bậc A La Hán thinh văn và bậc đạo sư Như Lai chánh đẳng giác. Khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này đó, chúng ta sẽ hiểu rõ như thế. Như ở đây có điều đó, thưa quý vị, sở dĩ mà Đức Phật đã thuyết cái bài kinh này với một cái pháp môn sâu xa như vậy đó, là vì đối tượng nghe cái bài kinh này là 500 vị tỳ kheo xuất thân từ là 500 thanh niên và lâm môn Lý Châu Y ở tại Wesley. Những vị tỳ kheo đó mặc dù đã xuất gia trong giáo pháp, nhưng mà trước đây họ là những bà la môn, thanh niên bà la môn thông suốt kinh tâm vị đà. Thì có điểm cái tri kiến của họ vẫn còn vương vấn, cho nên khi họ xuất gia rồi thì họ khởi lên cái sự kiêu mạn. Các vị kheo đã khởi lên kiêu mạn, nghĩ rằng không cần phải nghe Đức Phật giảng thuyết, bởi vì
cái gì Đức Phật thuyết thì họ cũng biết, cái gì Đức Phật biết họ cũng biết. Họ kêu mạng cái sự thông suốt tâm vị đà của họ liền. Thậm chí họ ở một nơi, ở quanh năm suốt tháng họ không có đi đến để ý kiến Đức Phật, đi tìm ý kiến Đức Phật. Tức là họ ở tại cái xứ Úc Cà Tháp. Và cho đến một lần họ, Đức Phật Ngài đi ngang qua cái xứ Úc Cà Tháp, Ngài trú ở trong rừng Suphagat. Thì lúc bây giờ 500 tỳ kheo Lý Cha Quy nghĩ rằng Đức Thế Tôn đã đến tại xứ sở mà chúng ta đang cư ngụ, thì ít ra chúng ta cũng nên đến để thăm viếng Đức Phật, Đức Thế Tôn. Và Đức Phật Ngài đã thấu hiểu được cái tâm của họ, của những vị tỳ kheo này. Cho nên Ngài đã thuyết lên cái bài kinh Mula Paryayasutta. Cái chữ Mula ở đây là tóm tắt của chữ Sappathamma Mula Paryayasutta, tức là Ngài thuyết về cái nguồn gốc của vạn pháp. Khi đó thì 500 tỳ kheo Lý Cha Quy vì là phàm phu cho nên họ không hiểu được Đức Thế Tôn thuyết cái ý nghĩa gì, họ không nắm được. Và vì không nắm được như vậy cho nên Đức Thế Tôn thuyết xong cái bài kinh đó thì tất cả các tỳ kheo đó không có quan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Đây là một điểm mà chúng ta phải chú ý, vì rằng các vị đó còn phàm phu và không hiểu được, còn phàm phu và có tâm kiêu mạn cho rằng là cái gì Đức Thế Tôn biết thì họ cũng biết. Cho nên Đức Thế Tôn thuyết bài kinh trên để cảnh cáo họ, nói cho họ biết rằng là có những cái mà bậc A La Hán chánh đẳng giác biết nhưng mà hạng thánh A La Hán tinh văn còn chưa biết tới. Bậc hữu học chỉ thắng tri chứ cũng chưa biết rõ, huống chi là kẻ phàm phu vô văn. Vì vậy nên mặc dù các vị nghe xong pháp này các vị không có quan hỷ, nhưng mà các vị lại diệt được cái tâm ngã mạn, diệt được cái tâm ngã mạn. Từ đó về sau là các vị không có cái sự ngã mạn, nghĩ rằng cái gì Đức Thế Tôn biết ta cũng biết, họ không còn nghĩ được. Và chính vì nhờ như thế dẹp được cái tâm ngã mạn đó mà sau này Đức Thế Tôn khi đi đến tại một nơi khác ở cái ngôi đền Gotamaka, lúc đó 500 tỳ kheo này đã đi đến và Đức Phật đã thuyết lên cái bài kinh, một bài kinh khác gọi là bài kinh Gotamaka. Thì 500 vị này đã chứng quả A La Hán với tuệ phân tích
có bốn trời phân tích. Thì ở đây chúng ta cũng đã biết là Đức Phật giống như là những giống như là một vị thầy thuốc. Khi mà ông thầy thuốc đó thấy cái bệnh nhân này không thể, cái bệnh nặng như vậy đó không thể uống thuốc và hết liền được, bởi vì thân thể còn bị độc, cho nên trước tiên là thầy thuốc phải cho uống thuốc sổ ra cái đã, sổ độc ra. Khi mà sổ độc ra hết rồi thì cái cơ thể nó bắt nó bạc nhược yếu đuối, thì lúc đó mới là cho uống thuốc bồi bổ, thì như vậy nó sẽ phục hồi sức khỏe. Đúng vậy, có những hạng chúng sanh, tức là những hạng tỳ kheo hay là những kẻ du sĩ ngoại đạo đi đến với Đức Phật, và Đức Phật ngài xác thấy những người này ở trong lòng của họ còn mang nặng cái độc tố, cái tà kiến, cái ngã chấp kiêu mạn, ngài phải thuyết pháp chỗ này dỗ lên cái mũi tên kiêu mạn của họ đi, rồi sau ngài mới thuyết pháp đi thẳng vào con đường chánh đạo thì họ mới giác ngộ được. Về trường hợp này Đức Phật đã áp dụng rất nhiều, như khi mà Đức Thế Tôn ngài từ ở Bodhigaya ở dưới cội cây Bồ Đề, sau khi thành bậc chánh đạo giác và khi mà Phạm Thiên Sam-pa-ti đã xuống thỉnh cầu Đức Thế Tôn vận chuyển pháp luân thuyết pháp độ đời, Đức Thế Tôn ngài đã đi bộ thay vì ngài dùng thần thông, vì ngài thấy rõ ngài sẽ gặp một nhân vật, đó là du sĩ của Bà Cát, du sĩ của Bà Cát. Và mặc dù du sĩ ngoại đạo Bà Cát này khi gặp Đức trên đường, ông ta thấy Đức Phật có một tướng hảo quang minh, các căn thanh tịnh, ông ta mới dừng lại mới hỏi thăm ngài, ngài là ai, là người hay là phi nhân hay là phẩm thiên, sao mà thư tướng là đẹp như vậy, ngài đã thụ giáo với ai, cái pháp ngài học là cái pháp môn gì, và ngài đang đi đâu. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài nói rằng ngài đã giác ngộ các pháp, ngài đã đoạn trừ được vô minh, và ngài tự giác ngộ không thầy chỉ dạy. Và bây giờ ngài, bây giờ ta đang đi đến Migada về Uruguela để vận chuyển pháp luân, để vận chuyển mấy sơ pháp. Nghe như vậy thì lúc đó Obaka chỉ mới nói rằng Huweya Aluso này thì giả mong là như vậy, có thể là như vậy, chỉ nói vậy thôi, không đắc đạo quả gì hết. Chúng ta tưởng chừng như là mới khởi đầu cái công cụ bằng pháp là Đức Thế Tôn đã không thành công, nhưng không thưa quý vị, Upaka sau khi từ giả Đức Phật và đi một cách, du sĩ đó phải lòng cô con gái của người thợ săn trong khu rừng đó, và người thợ săn này từng hộ độ giúp đỡ
những cái thức ăn cho du sĩ. Cho nên vị du sĩ đó đã vừa tục và đã cưới con gái của ông thợ săn. Cho đến một ngày kia, vì cái người, vì cái cô gái này, cô gái của ông thợ săn có người chồng như vậy. Và hồi xưa thì không có sắc sanh, nhưng mà bây giờ đi theo cha vợ để mà lượm nhặt các con mồi đã được săn, săn bắt đem ra chợ bán. Cô ta mới hát ru con bằng những lời lẽ cũng như là trêu ghẹo. Cô ba cá nó bây giờ nản lòng và chợt nghĩ đến mình còn một cái chỗ nương tựa, đó là Đức Phật. Anh ta liền đi tìm đến nơi mà Đức Phật trú ngụ và sinh xuất gia. Chẳng bao lâu anh ta chứng quả A-la-hán. Vì gì theo chứng A-la-hán thì đại loại là cũng như thế. Ở đây Đức Phật hành thuyết cái bài kinh Mula Parijayasutta để ngày nhổ cái mũi, mũi tên kiêu mạn của 500 vị tỳ kheo Lý Chư Huy. Để rồi sau đó họ mới giải tiếp cái bài kinh Gotamaka Sutta, họ chứng A La Hán quả. Chứ nếu mà bây giờ ở tại Úc Cà Tháp mà ngài không có nhổ cái mũi tên ở trong lòng của họ đó, không nhổ mũi tên kiêu mạn trong lòng của họ, thì suốt cuộc đời họ không bao giờ chịu nghe Đức Phật thuyết pháp và không có kết quả có việc hành phẩm hạnh. Cho nên khi chúng ta đọc bài kinh, trong tất cả bài kinh là cái đoạn cuối nói rằng Đức Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị tỳ kheo ấy tính thọ lời Thế Tôn dạy. Còn ở đây thì cái bài riêng về cái bài kinh thứ nhất này là họ, các vị tỳ kheo không có tính thọ lời dạy Thế Tôn. Đó là theo cái nội dung của chú giải đó, thưa quý vị. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc cái phần cuối của bài kinh mà chúng tôi trình bày tiếp theo Thượng Tọa Giác Đẳng. Bây giờ thì còn lại 30 phút xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp với Chư Tăng qua những cái câu thảo luận. Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa quý vị, trong thời gian này chúng tôi chắc chắn bận rộn với cái khóa tu học ở tại Thụy Sĩ. Đến vào cái giờ mà rung
lớp Phật pháp sinh hoạt thì Thượng Tọa đang bận rộn. Nó có một điều trùng lập là khi trước mà chúng ta có giáo trình Trường Bộ Kinh, những cái bài kinh đầu cũng chật vật lắm thưa quý vị, bởi vì lúc đó Thượng Tọa Giác Đẳng đang bận hướng dẫn cho cái lớp hè, lớp trại hè, nên cũng thường xuyên Thượng Tọa bỏ rung. Cho đến bây giờ những cái bài đầu của cái bài kinh Trung Bộ giáo trình mới thì Thượng Tọa cũng bận rộn, Thượng Tọa bỏ nó rung. Thì bây giờ hiện tại chỉ còn có một Thượng Tọa Tuệ Quyền. Không biết Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy không? Bây giờ Thượng Tọa Quan Hỷ nói cho một vài điều nhận xét về cái bài kinh đầu tiên của Trung Bộ Kinh, tức là cái bài Sappatthamma Mula Pariyaya Sutta, tức là bài kinh nói về cái nguồn cội của vạn pháp. Mặc dù Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch Mula Pariyaya Sutta ngày dịch là căn bản pháp môn, chúng ta rất dễ bị hiểu lầm tưởng đâu ở đây là những pháp môn tu căn bản, nhưng không phải là pháp môn tu căn bản, là những cái pháp môn ngài giải tỏa về cái sự ngã chấp của chúng sinh, ngài giảng về cái nguồn cội, cái nguồn gốc của vạn pháp. Do đâu mà kẻ vô văn phàm phu đã chấp sai hiểu lầm, và đối với bậc hữu học, đối với vạn pháp, đối với các pháp, thì các vị đó đã thắng tri như thế nào? Còn các bậc A-la-hán tinh văn thì các vị đã tuệ tri các pháp như thế nào? Và đối với Đức Như Lai bậc A-la-hán chánh nhận giác, ngài đã liễu tri các pháp như thế nào? Qua duyên khởi thì cái đó rất là rõ ràng. Và cái phần cuối xin trình Thượng Tọa Tuệ Quyền giúp cho buổi sáng hôm nay chúng tôi cũng đã đi thuyết pháp ở trên chùa Nam Tông lễ dỗ Hòa Thượng Siêu Việt. Hôm nay chúng tôi bỏ bữa cơm, còn chúng tôi không có ăn hạt cơm nào trong bụng, chúng tôi đi thẳng về luôn. Cho nên bây giờ thì chắc xin thỉnh Thượng giúp dùm cho rồi kết thúc luôn cái buổi học Nam Mô của Thầy. Nam mô Bố Thầy với Nam mô Tham Ma với Nam mô Sang Khai với Việt Thưa để chúng nghe rõ. Giờ quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Dạ, con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng. Đại Đức Nguyên, Tổng Minh Hạnh, Đại Đức Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử.
Dạ, cô thấy bác sư phụ vậy, sư phụ tạm thời sư phụ đi nghỉ đi con, chứ cô cũng hết sức cố gắng để cũng như nói qua một cái hiểu biết để cho với cái thời gian, và sau đó con cũng sẽ hỏi để Đức Nguyễn Thông trong một câu hỏi nữa thì sẽ là kết thúc vấn đề rồi, nên sư phụ đi nghỉ cũng được. Dạ, dạ con kính thỉnh sư phụ đi nghỉ và chúc sư phụ một đêm an giấc. Dạ, thì kính bạch với ngài, kính thưa toàn thể quý vị, đây là một bài kinh như là sư phụ nói. Quả thật thì hôm nay con học được, chính tôi học được một cái điều đó quý vị cũng hay lạ, là sư gọi là cái căn bản pháp môn mà chúng ta thường rơi vào cái sự hiểu biết như vậy. Tức là nghĩ là những cái pháp môn mà cần tu. Sự thật ra thì cái nói về địa đại coi như là đất nước lửa gió này chấp ngã trên thế này thế kia, thì chúng ta thấy cái pháp môn này để hiểu chứ không phải gọi là để tu. Cái thành thật như vậy đó, mà nếu chúng ta có một cái hiểu biết một chút xíu thì chúng ta thấy có thể nói rằng là cái sự liễu tri, cái sự chấp ngã, tại sao mà nói về cái cõi giới này nó là như vậy, thì chúng ta mới nhớ hồi thời xưa cái xướng độ nó là một cái mà chúng ta biết là có cái điều này, chúng ta nhớ là cái là một điều mà họ cho rằng họ là con người của họ là con người của Phạm Thiên. Họ chấp trên một cái là tinh thần của Phạm Thiên đó, và thế là kính thưa quý vị, họ luôn luôn tự tự cho mình là như thế, tự chúng tôi tạm gọi tự cho mình là cao thượng và những người khác, tức là họ sẽ không có được như chính mình, và từ chỗ đó thì kính thưa quý vị, nó sản sinh ra rất là nhiều cái điều mà ở trong cái Bhagavad Gita hoặc ở trong trong cái Phạm thư hay trong Áo Nghĩa thư á, nếu chúng ta đọc á, chúng ta mới thấy một điều rất là đặc biệt, nó rất là lạ. Thì chúng tôi dựa trên, chúng ta thấy thế giới vật chất nó là địa đại, các chúng sinh là Phạm Thiên hay là như thế này tới kia tất cả mọi thứ, thì và từ chỗ đó đó Đức Phật đã nói rằng tất cả những cái nhận thức của từ ở Phạm Thiên ở các cõi cho đến tất cả nó đều sai biệt hết tất cả. Và như chúng ta thấy ở trong chú giải cứ ghi và người Đặng đã cứ đưa lên bốn cách nhận biệt nhận thức về và đề cập đến cái sự sai lầm đó, mà từng cái cấp độ là phàm nhân hay là các bậc thánh hữu học nó cũng như vậy. Và chúng ta thấy có một sự giới hạn như vậy, và đến khi bậc A-la-hán thì các ngài không còn cái chấp ngã chấp hữu đó như vậy, nhưng mà phải nó để liễu tri về vũ trụ quan hay là nhân sinh quan thì nó là giới hạn. Chúng ta phải nhớ như vậy đó, có giới hạn, mà chỉ có bậc trên là chánh giác mới là toàn tri thấu triệt duyên khởi của chư pháp đến chính xác như vậy. Thế ở đây như chúng ta biết thở xưa đó, nó cái thời mà cái lúc mà phạm thật ở trong mà nếu mà nó theo lịch sử thì chúng ta nhớ là nói về cái thời đại của Phạm Thư, tức là những cái gì mà hiểu biết nó mang tính từ ở Phạm Thiên nó đưa xuống ghê gớm như vậy, tự cho hỏi cho nó hỏi bởi cho nên mà cái giai cấp á, mà giai cấp của cao cao á thì họ cho, tức là họ là con của Phạm Thiên, họ đẻ họ sanh từ nách, từ bập vế, từ chân của Phạm Thiên vân vân, là nó có một điều rất là đặc biệt. Và chúng ta nhớ từ cái chỗ đó rồi đến cái chỗ mà ở trong Veda, nó có bốn bộ Veda và nhiều cái Phạm Thư này nó chia ra nhiều, và cái Thánh Thư là cái Phạm Thư cũng vậy chứ. Thì cái đó nó là cái gì, nó muốn nói rằng đây là một điều mà hết sức là ghê gớm, hết sức là đặc biệt, bởi vì họ là chấp từ cái Phạm Thiên, mà chính Đức Phật ngài là người mà hiểu biết toàn bộ nhân sinh và vũ trụ này, thế giới này, cái duyên khởi của nó như thế nào, do đất là nước, do lửa, do gió, và cái sự hình thành, một cái sự phát triển của nhân sinh quan, vũ trụ quan mà chúng ta đọc trong cái bài kinh mà khởi thế nhân bổn, ở trong bài kinh mà trường mục kinh chúng ta đã nghe rồi đó, đã học qua rồi đó, thì nói đến một cái sự thành hình thành và phát triển, cái sự thành trụ hoại không của kiếp trái đất. Và từng cái chỗ đó mà có cảnh giới nào 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 thế nào thì ra sao,
mục đích nói như vậy để cái gì? Ngày xưa, cái thời xa xưa, khi mà cái nền triết lý mình dựa trên cái vệ đà, hay dựa trên cái phạm thư hay áo nghĩa thư đó, tức là thánh thư đó, Bhagavad Gita đó, đó chính là cái điều họ cho là cao cả, thì Đức Phật ngài phải hiểu được gấp trăm ngàn lần cái giá trị của áo nghĩa thư đó, giá trị của vệ đà đó, của vệ đà đó, thì ngài mới tế độ được các cái giáo chủ. Phải nói rằng là chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có những cái sự đối thoại trực tiếp mà ở cấp độ đó đó, bởi vì các vị này làm như thế nào, dầu cho là giáo chủ của các bộ phái đó, nhưng điều các vị đó cũng là phàm phu, mà chính cái giá trị phàm phu đã chứng minh cho các ngươi đây là vẫn còn là phàm phu, vô văn phàm phu, chưa thấy được pháp của các bậc thánh mà các ngươi tự cho rằng đó chính là thánh thư của các ngươi chữa đâu. Chúng ta lưu ý cái chỗ này, ở trong cái bài kinh này không phải là chúng tôi lấy cái chữ thánh thư đi vô để mà chúng tôi nói, nhưng điều mà chúng ta cũng cần nên hiểu rõ một cái điều đó. Dạ, hiểu gì nhớ đó. Dạ, thì kính thưa quý vị, để nói như vậy là cái gì? Nói lên một cái sự toàn tri toàn giác, nói lên cái sự toàn tri toàn giác của các của Đức Phật. Bậc thánh, ngoại trừ nếu như các ngươi còn là vô văn phàm phu, thì với cách nào các ngươi cũng chấp ngã ở trong các cõi giới, ở trong các cái sinh dũng, ở trong các cái địa vị của quý vị. Nhưng ta nói rằng đây chưa phải là cảnh giới của Niết Bàn, đây chưa phải là cảnh giới của tịch tịnh vắng lặng, của an vui, dầu cho các cõi các nơi đó thì sai biệt tất cả, mà các ngươi hiểu trên cái giá trị, tức là không có đúng đắn, và cái sự giới hạn đối với các bậc thánh hữu học, và một phần giới hạn của bậc thánh A-la-hán vô học, mà chỉ có Như Lai bậc trên đoạn chánh giác mới là toàn tri diệu giác trên pháp và luật này, hay là nhân sinh quan và vũ trụ quan này. Bởi cho nên chúng ta nhớ là khi mà hỏi Đức Phật về nhân sinh quan vũ trụ quan, ngài không lời. Tại sao không trả lời? Bởi vì không đủ thời gian để trả lời cho các ngươi, và cái căn cơ của chúng sinh đó không thể hiểu được, mặc dầu ngài đã toàn tri toàn giác hiểu biết hết. Chúng ta nhớ như vậy rất là đặc biệt. Và chính vì những cái yếu lý này mà đôi khi chúng ta bằng một cái đầu óc mà cục bộ nhỏ xíu, một cái xin lỗi ha, chúng tôi nói rằng cái sự suy nghĩ của mình nó như là cái ốc tiêu vậy đó. Cái đầu chúng ta lớn chứ cái ốc chúng ta như hạt tiêu, nó nhỏ như hạt cát so với các bậc so với các bậc mà trí thức, các bậc mà học giả thực thụ, và các Phật giả thực thụ thật là hạt cát so với các bậc thánh hữu học mà các ngài đã được thắng tri về bản thể của thế giới này, và các bậc hữu học thì thật là hạt cát so với các bậc vô học, và các bậc vô học đó cũng là so hạt cát với cái sự toàn tri diệu giác thắng tri của Đức Phật. Chúng tôi khẳng định cái điều này nó là như thế đó, cho nên chúng ta đừng bao giờ mà lấy một cái tư tưởng mà phàm phu coi như là cục bộ của chính mình mà nói. Quý vị có biết cái mà Bhagavad Gita Upanishad hay cái Brahmis, cái nói chuyện Brahma đó, nó không phải đơn giản đâu. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta nói cái đó là của ngoại giác, cái đó của Bà La Môn, cái đó là cái này sai như thế nào, chúng ta phải nói phải biết chuẩn, nó phải biết, nó phải hiểu cách rõ ràng. Cũng như mà chúng ta biết là ở trong khi mà chúng ta học vi diệu pháp một cách thuần thục, và chúng ta phải biết một cách vững chắc, thì chúng ta mới
mới xét chỗ nào là trong cái bộ, thí dụ như chẳng hạn như là thành thật câu xá luận, thành thật luận câu xá luận vân vân, mấy cái bộ đó đó nó mới ghi gớm. Sự thật ra hôm nay cái đề tài này nó là cao, nó lớn, cái thể tài này nó rộng chứ không phải nó nhỏ, thì chắc chắn là chúng ta nghe những cái điều mà chúng tôi nói nó cũng hơi là lạ so với cái bài hôm nay, bởi vì chúng tôi muốn có sự so sánh để cho quý vị hiểu. Nhưng chỉ có cái gì, cuối cùng cái vị thánh tu tập toàn tri mà Đức Phật này luôn gọi, tức là đi đến chỗ đó là đầy đủ, đi đến chỗ đó là viên mãn trên tinh thần của cái trí tuệ hiểu biết. Cho nên Đức Phật này không bao giờ trả lời cho chính chúng ta biết A, B, C, D, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối như thế này thế kia, mà chính trên cái sự hiểu biết của chính tuệ giác của chính Đức Phật, Ngài chỉ nói chúng ta một phần, chúng ta không giải quyết hết. Chúng ta cũng đã chưa thấu suốt. Và chính vì vậy cho nên chúng ta nhớ có một lần, hình như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nhìn con quả đó, hay có thể là Ngài Cá Xóa, Ngài nhìn con quả đó, mà cứ quán con quả này như thế này, thì Đức Phật đi đến, đây không phải là việc làm của những người của Ngài Xá Lợi Phất, mà chúng ta nhớ biết Ngài Xá Lợi Phất là thượng thủ thanh văn như thế nào rồi đó. Bởi vì cái này là tuệ, cái giá trị giới vứt của Sama Sambuddho, bậc chánh đẳng chánh giác. Cái gì thi ghê chứ? Là tại sao mà nói như vậy? Bởi vì chỉ có trí tuệ của Phật. Tại sao báo Ngài nói như vậy? Bởi vì Ngài nói như vậy để không làm đi cái điều mà lạ, cái điều mà đặc biệt, nó mà xưa nay chưa có ai có thể đi qua một cái vết chân, một cái vết xe, một cái vết đổ đó. À, kính thưa quý vị, cái tinh thần này rất là ghê, rất là đặc biệt mà cũng rất là hữu ích cho tất cả chúng ta. Nếu như chúng ta thật sự hiểu và biết cái thế giới này, hạn như chấp thế giới là ta, là của ta, trong ta có thế giới, hoặc thế giới này là trường tồn hay không trường tồn, nó là trong đó nó như thế này như thế kia, bằng cái sở văn sở kiến nhỏ nhoi của chính mình. Nhưng cái thưa quý vị, nói như vậy thì ở đây chỉ muốn chỉ khuyên cho chúng ta để học, để hiểu một cách căn bản, và rồi chúng ta tiến hóa, rồi chúng ta tu tập, rồi chúng ta thành tựu được cái giá trị an lạc ở một góc độ, chứ đừng cứ đi tìm. Cũng như bây giờ để chúng ta giữ được giới, thọ trì giới một cách chuẩn xác, một cách tốt đẹp, và chúng ta tiến tu định và tiến tu tuệ. Cái tuệ ở đây để là có khả năng để sát trừ phiền não, chứ không cần phải biến tri, không cần phải parinyaya một cách đầy đủ, cách tức là viên mãn như là trí tuệ của bậc bậc toàn giác, hay là trí tuệ của các bậc mà chúng ta gọi là thượng thủ thanh văn. Chúng ta không cần so sánh như vậy, đi về đúng lý thế đó. Cái quán triệt về cái duyên khởi, cái sự tương quan hay cái sự dị biệt của nhân sinh quan và vũ trụ quan không phải đơn giản. Ngày hôm nay dầu cho khoa học có tìm hiểu bất cứ hình thái như thế nào, nhưng cũng không bao giờ với tới được cái sự tận cùng của vũ trụ và sự tận cùng của nhân sinh, không hề. Bởi vì sao vậy, cái thú vị, cái đó chính là trí tuệ của phàm phu, trí tuệ của những người chưa có thể nhập, trí tuệ của những người chưa có thành tựu, và trí tuệ của những người chưa có viên mãn. Dầu khoa học có nói như thế nào, kính thưa quý vị chấp nhận với chúng tôi điều này không? Dầu cho khoa học có nói như thế nào về nhân sinh và vũ trụ này, cũng không bay khỏi qua bàn tay của Phật Tổ. 25 thế kỷ trước, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói những gì mà ngày hôm nay các nhà khoa học đã nói về không gian và vũ trụ. Đây là lời của Albert Einstein. Cái sự thành, cái sự trụ, sự hoại, sự không, hay là sự biến diệt gì của nước, của đất, của lửa, của gió. Không biết Đức Nguyên Thông có nhớ cái ông Albert Einstein, anh như chúng tôi nhớ không lầm, ông ta đã nói như vậy. Những gì mà ngày hôm nay khoa học
biết được về không gian, về vũ trụ thì cách đây 25 thế kỷ trước Đức Thích Ca Mâu Ni đã nói rồi. Dạ, ông ta đã nói như vậy. Và chính chẳng hạn như bây giờ nói rằng sao quả, sao quả là nước không, ê, xin lỗi, là lửa không, sao mà có nước, nhưng tinh thần của Đức Phật nói vậy, ở nơi đó có nước. Dạ, yeah, ngày hôm nay khoa học tìm ra có nước rồi, cái hội tụ của đất nước lửa gió thì nơi đó là sao quả, nhưng sẽ có nước trong đó, có chất nước ở trong đó. Thì cái, chúng tôi nói như vậy và chúng tôi có một giá trị khẳng định mà mang tính tuyệt đối chứ không phải là tính tương đối. Nói về cái con người, khi chúng ta học và chúng ta hiểu được mới thấy được. Phải nói rằng Đức Phật một bậc vĩ đại tuyệt vời trên cả tuyệt vời, Ngài không bao giờ nói là cái gì mà đi ngược lại cái sự vận hành của các pháp hữu vi, cái sự vận hành của cuộc đời. Rất là đặc biệt. Cũng như trong tương lai thì chúng ta biết cái giá trị mặt trời, sẽ có mặt trời thứ nhất, mặt trời thứ hai, mặt trời thứ ba. Thì ở đây muốn nói rằng cái sự gia tăng cái độ nóng nó tương đương như một mặt trời thứ hai xuất hiện, mặt trời thứ ba xuất hiện và mặt trời thứ tư xuất hiện. Lúc đó quả đất này mới bốc cháy. Ở trong bài kinh Khởi Thế Nhân Một. Và cái đó là do chính, mà cũng có phần nó cũng do từ cái tham ái, cũng do từ con người, chính con người hại con người, chính tham ái làm hại con người, chính tham ái là tự hại mình và hại cho chính mình chứ không ai. Và đúng hại mình là như thế nào, tự chúng ta quá nhiều cái điều mà làm cho cái môi trường, làm cho cái môi sinh này trở nên tệ hại như vậy. Dạ. Cũng như cái cách sống, cái đạo đức của con người cũng vậy. Ngài nói về cái luân lý của con người, tại sao nó như thế, và con người xa xưa nó khác và con người ngày hôm nay nó khác, rồi tại sao tuổi thọ của con người nó giảm chứ không phải tăng. Người ta tìm mọi cách để tuổi thọ tăng, nhưng trên cái tinh thần nó giảm, và nó giảm trên cái tinh thần đạo đức, giảm trên cái tinh thần tuổi thọ, cái nhân cách và giá trị sống. Thật sự thế giới này là không an ổn, thế giới này là nguy hiểm, thật là khổ đau khi chúng ta dụ cho có phước báo sanh làm người vào những thời mà đau khổ, mà loạn ly, mà đến cái thời kỳ diệt của trái đất. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Nói như vậy có nghe kỳ không? Quý vị có nghe thấy là lạ quá không? Kính thưa quý vị, không có lạ đó nha. Chúng tôi nói cho quý vị nghe trên cái sự hiểu biết của người xưa đó là như vậy đó. Đời này chúng ta nghĩ hồi xưa cái kiến văn của các vị không có computer đâu, không có những cái đường dẫn, đường link gì đâu, nhưng các ngài phải nói là đọc nghe và suy tư gửi gõm luôn. Ở trong cái phệ đà, ở trong cái chủ thuyết của các bà la môn giáo, nó là nền tảng luôn đó, nó là nền tảng luôn chứ không phải là một từ. Chúng ta coi đó là tầm thường đâu. Chỉ có không có cái bốn đạo bốn quả và một niết bàn không có nằm ở trong áo nghĩa thư, ở trong Upanishad, tức là coi như là thánh thư, hay là ở trong cái tạng thư nào cả. Tất cả, bởi vì cho nên Đức Phật ngài nói đây chính là lời dạy của ngài, chỉ có một không độc nhất và duy nhất, chỉ có những người hữu duyên Sanditiko Akaliko đến để mà thấy, đến để mà hiểu, đến để mà biết.
Và cái quý vị, đó là điều hết sức đặc biệt. Thì trước khi để chấm dứt cái chương trình, cũng kính thỉnh Đại Đức Nguyên Thông có vài cái sự suy nghĩ trên cái bài học này, và dựa trên cái sự hiểu biết về không gian, về vũ trụ, kính thỉnh Đại Đức có đôi lời để chia sẻ. Và có thể xong thì kính thỉnh Đại Đức cũng kết thúc chương trình luôn. Và Đại Đức cũng tập như các vị khác đã hết giờ rồi, tự Đại Đức đúc cái chương trình và để hoàn mãn cái buổi học tối hôm nay. Và kính thỉnh Đại Đức, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa chư vị Phật tử kính mến, chúng ta rất là may mắn đã được làm người, là bởi vì kính thưa chư vị, Nguyên Thông đọc kinh thì thấy rằng Đức Phật giảng dạy rằng cái chúng sanh đó, mà sau khi thân hoại mạng chung rồi đó, thì đi vào địa ngục như là nắm cát chúng ta rải ra, Đức Phật giải rải ra. Mà những chúng sanh sau khi thân hoại mạng chung mà trở lại lực làm người hay là lên cõi phạm thiên, thì chỉ như là hai cái sừng của con bò, chỉ có hai người, trong khi toàn bộ lông của con bò nó như là cái tỷ tỷ lông đó, thì tất cả đều đi vào địa ngục. Mà chúng ta rất là may mắn, cái điều này chứng chư vị đã có một cái chiều dày tu hành, cho nên có thể là trở lại làm người và thường xuyên vào rung tu học. Kính thưa chư vị, trong cái nhìn của Phật giáo thì những người chưa chứng quả thì đều là chúng sanh, mà chúng sanh có nghĩa là vô minh. Nhưng mà chúng ta là những chúng sanh mà như sư bá tự siêu hồi nãy đó, gọi là chúng sanh siêu việt, chúng sanh siêu đẳng, chúng sanh biết danh và pháp, chúng sanh biết phải trái, chúng sanh biết đúng sai. Là nhờ vậy chúng ta đã thường xuyên vào để nghe pháp. Cái pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy là một cái pháp mà Ngài sau khi đã chứng đắc Sammasambuddho ở tại Bồ Đề Đạo Tràng bên Ấn Độ bây giờ nè, lúc đó đó thì Ngài đã thấy rằng các pháp mà Ngài đã chứng đắc, Ngài ôn lại trong 7 tuần lễ đó, thì Ngài rất là khó nói. Mà khó nói thì khó nghe, mà khó nghe thì khó hiểu, khó hiểu vẫn, và khó chứng thì khó đắc. Đó là lời Ngài nói như vậy. Và mai thay cho ông Phạm Thiên là Sambati đó, là ở trên cõi Phạm Thiên đó, ông ta là người đã chứng đắc và có tha tâm thông, và ông ta đọc được tư tưởng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi Ngài chưa nói ra. Mà ông đọc được đó, ông bèn bay xuống, một cái duỗi cánh tay bỗng bay xuống, ông đảnh lễ Thế Tôn, ông nói: thưa Thế Tôn, trần gian này đã đau khổ lâu rồi, đã đau khổ lâu rồi. Kính thưa chư vị, từ một cảnh giới của một Đức Phật trước như ông Ngài Kassapa và đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, nó là tỷ 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 năm. Tức là trong tỷ năm đó không có giáo pháp của Đức Phật thì làm sao con người ta hiểu biết. Cho nên Ngài nói là con người ta là đã khổ sở lâu lắm rồi, kính thưa Thế Tôn. Khi mà Thế Tôn giảng thì những người mà trong đôi mắt của họ có ít bụi thì có thể hiểu rõ được, như chúng ta ở đây. Khi mà chúng ta đọc bài kinh căn bản pháp môn từ Trung Bộ Kinh rồi Trường Bộ Kinh, vừa rồi là chúng ta đã học 34 bài Phật Trường Bộ Kinh, rồi Tương Ưng Bộ Kinh, rồi Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh, trong đó có 15 cái bộ pháp nhỏ mà chúng ta đã đọc và đã mần mò chúng ta có thể hiểu được. Thì chúng ta thuộc về, mình không phải mình nói, mình vỗ ngược ra, thuộc về loại chúng sanh vô minh, nhưng mà là có cái bộ óc, có một cái chiều dày tu hành, hồi nào đó đến bây giờ có thể hiểu được giáo pháp mà chư vị giảng sư ở trong này giảng dạy, như là sư bá Tuệ Siêu và sư phụ Giác Đẳng, sư phụ Tuệ Quyền, sư Pháp Tính, Pháp Thân, vân vân. Vì vậy cho nên thưa chư vị, nếu mà nói rằng trong cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là trong căn kính của Phật giáo, thì tất cả chúng ta chúng sanh đây là những con người là ngu si. Và tất cả cái loài người ở trên thế gian này đó, là cái sự sống của chúng ta là chết đó, sống đó. Bởi vì tại sao? Bởi vì một ngày một đêm á, ở trên cõi Tứ Thiên Vương thì bằng 50 năm ở trần gian này. Thì chúng ta sống 50 năm thì đối với bên trên của họ thấy chỉ một ngày một đêm thôi. Thì cái sinh mạng của chúng ta nó quá là nhanh. Và cái thân xác của chúng ta, kể cả thân xác của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thân xác bằng thương, bằng xương, bằng thịt, thì rất hôi tanh vô cùng.
khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bị dysentery, bị kiết lỵ đó, thì ông Sắc Cá là ngài Đế Thiên Chủ Đế Thích xuống để lo ăn dẹp cho ngài. Cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng thôi quý vị sẽ về đi, bởi vì thân thể, thân xác của trần gian này là nó hôi tanh vô cùng. Thì ngài Sắc Cá mới nói rằng: kính thưa, thật sự là như vậy, nhưng mà với cái đức hạnh của Thế Tôn thì đã đánh tan đi cái mùi hôi thối đó, và xin Thế Tôn cho con dọn dẹp cước đái của Thế Tôn. Thì Đức Phật từ chối là: ta đi có đệ tử ở đây thì thôi ngươi về đi. Cái điều này cho chúng ta thấy rằng chúng ta ở sống trong cái bình diện của con người đây, cho nên là sự hiểu biết của chúng ta đối với bậc thánh hay đối với cái cảnh mà vô sắc hay là cảnh niết bàn là chúng ta không hiểu gì cả, là bởi vì chúng ta không có trí tuệ đó. Nhưng mà chúng ta có thể mường tượng, tưởng tượng được là do nhờ chúng ta đọc kinh. Vì vậy kính thưa chư vị, mà nếu mà chư vị không siêng năng đọc kinh, mà không siêng năng hành thiền, mà không siêng năng nghe giảng, thì chúng ta sẽ không biết gì cả, và chúng ta sẽ lần lượt trôi lăn sanh tử từ kiếp này sanh kiếp khác và mãi mãi, nếu chúng ta không chịu suy tư học hỏi. Kính thưa chư vị, cái mà dở nhất của chúng ta là khi chúng ta nghe người ta nói cái gì thì chúng ta là phản ứng và bỏ liền. Nguyên Thông đã đi vào nhiều cái room chính trị ở trong hô thoát này, hy vọng có nói cái này cái nọ, nhưng mà hở mở miệng ra là người ta nghe không được, là bởi lẽ là cái giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không thể nghe được, không thể hiểu được, không thể tin được. Vì vậy cho nên là họ dị ứng với giáo pháp. Đừng nói đâu xa, bà bạn của Nguyên Thông là xuất gia, là trung niên xuất gia, lão niên xuất gia, chứ không phải là xuất gia từ nhỏ, cho nên là có vợ có con. Bởi vì thương vợ thương con mới nói là xin về đó, thì nói là xin đệ tử. Nguyên Thông gọi bà bạn của mình là đệ tử, xin đệ tử hãy quỳ xuống Nguyên Thông cho giới. Cái bà nói là: khoan đã, khoan hả, mà bây giờ là 75, 77 tuổi rồi, cái mạng của con người đó, Đức Phật giảng dạy rằng không sống lâu hơn cái hơi thở. Mình thở vô mà không thở ra được là chết rồi, chứ đừng nói là còn 5 năm, 3 năm nữa tôi mới chết rồi mai mốt tôi mới là xin giới. Cho nên cái chúng sanh nó vô minh như vậy đó. Mà không phải là tất cả mọi người đều thông minh như chư vị đâu, là mê sai, là yêu thương Phật pháp. Và tại vì chư vị có những cái chiều dày tu hành từ kiếp trước, cho nên bây giờ mới tham đam mê ham học Phật pháp để mà liễu tri những giáo pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng dạy, để thực hành mà mong chứng quả chứng thiền, để mà lần lượt những kiếp sau này một vị chánh biến tri thứ năm là ngài Maitreya xuất hiện, thì mặt của chúng ta thì có thể được lọt vào cái võng mạc của vị Thế Tôn đó, để mà chúng ta có thể được tế độ. Bởi vì tất cả những người mà gọi là Savaka Buddha đó, là Đức Phật Thanh Văn, là phải do nhờ một cái vị chánh biến tri. Bây giờ không có vị chánh biến tri ở trần gian này mà chúng ta khó có thể mà chúng ta tu hành được. Giáo pháp của ngài còn thì chúng ta đọc, nhưng mà chứng đắc thánh quả thì Nguyên Không không dám nghĩ. Là bởi vì khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta đọc kinh đó, thì khi mà ngài giảng kinh thì bao nhiêu người nghe rồi đắc pháp. Và những người thí dụ ngài muốn giảng dạy cho ông Chulapataka, là ông đó mà ngài Xá Lợi Phất giảng dạy một câu mà 4 tháng mà không thuộc một câu kệ đó, thì ngài mới là mà giảng dạy cho ông ta. Thì trong có những cái trường hợp mà không có một vị Phật chánh biến tri thì chúng ta khó mà giác ngộ được. Cho nên Nguyên Thông mà thỉnh cầu chư vị nên siêng năng tu hành. Và cái dở nhất của chúng ta là sân si. Khi mà nghe người ta nói mà không hợp ý mình thì mình sân si rồi, chứ mình không có hiểu là cái trình độ của chúng ta không hiểu được người ta nói cái gì, mà mình sân si với cái lời nói của người ta mà mình không hiểu. Thí dụ Nguyên Thông nói tất cả chúng sanh, là kể cả Nguyên Thông, đều là những người ngu si. Thì khi luận lớp Ghi Sa là một thiếu nữ đẹp đẽ, thí dụ như nghe nói là dân giận tức rồi, tới là Nguyên Thông nói láo. Nhưng sự thật là mình không chỗ nào.
mình không chỗ nào, mình là một chúng sanh vô minh, trong người còn tham sân si dâm dục, rồi giết người không sân hận, thì nói là khôn ở chỗ nào? Mà những người khôn là những người chứng quả, là thánh quả, là thánh nhân mới là người khôn. Còn phàm nhân là khôn ở chỗ nào? Nhưng mà khi mà nói là tất cả chúng sanh đều là ngu si thì là giận rồi, trong khi không hiểu người ta nói cái gì. Vì vậy cho nên là những điều mà chúng ta nhận thấy thì Đức Phật giảng dạy rằng cái chúng sanh mình nhìn cái thế gian này chỉ bằng có lục căn của chúng ta thôi, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Chính mắt tai mũi lưỡi thân ý nhìn thế gian này là do đó mình mới thấy mình là con người, là còn sống. Chứ nếu không có mắt tai mũi lưỡi thân ý là chúng ta không có gì cả, chúng ta không có cái thức, không có biết. Vì vậy cho nên điều mà Nguyên Thông thỉnh cầu và sách tấn quý vị là ráng cố gắng nhìn lại mình, chứ đừng nhìn người khác. Mình nhìn bên ngoài thì mình phê bình người khác là mình sai lầm. Trên thế gian này chỉ có Thế Tôn có khả năng phê bình người khác và có tư cách phê bình người khác, còn tất cả chúng ta chỉ là người học. Mình lấy cái gì mình phê bình người khác? Trí tuệ học được bao nhiêu? Cho nên chúng ta không có thể phê bình người khác. Cho nên Đức Phật giảng dạy là khi thấy chỉ có cái thấy, khi nghe chỉ có cái nghe, khi tưởng tri chỉ có cái tưởng tri, không có người bay giá trong đó. Đó là bài giảng dạy của ông Bay Giá, khi Đức Phật giảng dạy rằng chúng ta thấy là biết thấy do con mắt, nghe chỉ biết mất cái tai, mũi hửi lưỡi thím, thân xúc chạm là cái biết của nhân của chúng ta, thì đó chúng ta là người giác ngộ. Chứ chúng ta tìm mẫn đẹp quá, buông bỏ sinh trai quá, nó là đẹp là cái biết của một chú vậy là chúng ta sai lầm.